Hoan hỷ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, vận mệnh của chúng ta đôi khi do chính chúng ta tạo nên. Do chưa có đủ kiến thức, lãnh hội nên đôi khi chúng ta hay đổ lỗi cho số vận, cho ông trời để rồi lại tự chuốc lấy phiền muộn vào người. Hãy cùng Phong thủy Lộc Tài xem tử vi cho tuổi Kỷ Dậu 1969 để có thể biết rõ hơn về điều này. Phần luận vận mệnh tử vi cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ giúp quý vị nắm bắt được vận hạn tốt xấu, những điều khó khăn và thuận lợi của mình. Xem tử vi cho tuổi Kỷ Dậu sẽ giúp bạn biết được những sự kiện quan trọng về công danh sự nghiệp cũng như tình duyên gia đạo có những thay đổi gì, từ đó có thể chủ động hơn cho những quyết định làm ăn, các mối quan hệ của xã hội. Khi nắm rõ được vận mệnh của mình, quý vị sẽ biết được hướng đi cho mình như thế nào là đúng đắn để thâu thu may mắn và tài lộc. Trong phần luận giải về tử vi cho người tuổi Kỷ Dậu, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về là số tử vi cho quý vị tuổi Kỷ Dậu. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi bài luận giải về tử vi cho tuổi Kỷ Dậu ngay sau đây. Những người có ngày sinh dương lịch từ ngày 16 tháng 2 năm 1969 đến ngày 5 tháng 2 năm 1970 thuộc tuổi Kỷ Dậu, cầm tinh con gà. Thiên can Kỷ kết hợp với địa chi Dậu mang ý nghĩa báo hiệu trì kề. Tuổi 1969 mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nền nhà. Xét theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh hỏa của năm Giáp Thìn 2024 tương sinh với mệnh thổ của tuổi, như vậy là rất tốt. Thiên can Kỷ tương hợp với thiên can Canh, địa chi Dậu lục hợp với địa chi Thìn, tất cả đều tốt. Năm 2024 này, nữ mạng Kỷ Dậu sẽ có các phương diện cuộc sống tiến triển khả quan hơn so với năm cũ. Người làm kinh doanh sẽ nắm bắt được thời cơ, làm việc hiệu quả, chuyên tâm và dứt khoát nên gặt hái được thành tựu. Chỉ cần giữ được uy tín đã gây dựng, các mối quan hệ tốt đẹp thì sự nghiệp sẽ thành công. Vận trình tử vi của nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn có cơ hội lẫn những thách thức. Lời khuyên cho bản mệnh là nên cẩn trọng, khiêm tốn, đến độ tuổi trung niên, lão niên thì không nên ham muốn, truy cầu nhiều nữa. Cuộc sống an yên giản dị sẽ tích lũy được phước báu. Sau đây là phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 nữ mạng trên các phương diện, sự nghiệp, tài chính, gia đạo và sức khỏe. Mời quý mệnh chủ cùng theo dõi. Về phương diện công việc, sự nghiệp, năm Giáp Thìn 2024 này, nữ mệnh chủ tuổi Dậu đa phần đã về hưu, chỉ còn một số đang làm việc ở những vị trí ổn định. Công việc, sự nghiệp năm này có nhiều cơ hội, bản mệnh nếu làm việc vừa sức, biết tiết chế trong hành xử thì sẽ hoàn thành tốt đẹp công việc. Đôi lúc, công việc sẽ gặp một số vấn đề cần giải quyết. Mỗi lần như vậy, mệnh chủ không nên quá mức dụng tâm, để mọi việc thuận theo tự nhiên, có niềm tin thì mọi việc tự khắc sẽ suôn sẻ. Về phương diện tài chính, trong năm 2024, tình hình tài chính của bản mệnh tiến triển rất tốt. Những khoản đầu tư, tiết kiệm vẫn đều đặn sinh lời theo kế hoạch đề ra. Để quản lý quỹ dự phòng an toàn, quý mệnh chủ không nên chi tiêu quá hào phóng, chỉ dùng tiền vào những mục đích hợp lý. Ở độ tuổi 56, bản mệnh nên thay đổi kế hoạch quản lý tài chính. Những khoản nên đầu tư là sức khỏe, đời sống tinh thần, trí thức. Khi dùng tiền chính đáng, tiền bạc sẽ mang đến cho bản mệnh sự hạnh phúc, thỏa mãn. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ mạng 1969 được êm ấm, thuận hòa. Để các thành viên trong gia đình thêm gắn kết yêu thương, bản mệnh nên dành thời gian tổ chức hội họp, ăn uống quây quần. Sự chu đáo, quan tâm đến sở thích, mong muốn của gia đình của quý mệnh sẽ khiến tình cảm giữa mọi người luôn gần gũi và ấm áp. Dù là năm 2024 hay quãng thời gian về sau, nữ Kỷ Dậu hãy giữ tâm tính của mình luôn hiền hòa, tích cực. Khi biết bao dung, chia sẻ, các mối quan hệ sẽ trở nên hòa thuận. Đối với chuyện thị phi, chỉ cần giữ tâm ý sáng trong, không màng lời nói của người khác thì sẽ được an nhiên, vui vẻ. Về phương diện sức khỏe, bước sang tuổi 56, mệnh chủ nên chủ động chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Đồng thời, thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm để phòng trừ bệnh tật và nắm bắt tình trạng cơ thể. Rèn luyện cơ thể, thường xuyên đi bộ, ăn uống chừng mực, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp quý mệnh chủ dưỡng sinh và có sức khỏe tốt hơn trong năm Giáp Thìn. Bên cạnh đó, bản mệnh nên giữ nội tâm cân bằng, cảm xúc ổn định để thân tâm khỏe mạnh, cuộc sống hài hòa từ bên trong đến bên ngoài. Vật phẩm phong thủy cầu tài lộc, may mắn. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Nhật Quang Pháp Bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Nhật Quang Pháp Bảo là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất. Được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp,
cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh, bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Nhật quang pháp bảo giống như một tấm phù cầu bình an may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Nữ mạng tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm Giáp Thìn 2024 gặp sao nào chiếu mệnh? Trong năm 2024, nữ mệnh chủ gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Vân Hớn là sao chung vừa tốt vừa xấu, chủ về các vấn đề giấy tờ, kiện tụng. Gặp sao này, nếu nữ Kỷ Dậu là người ôn hòa, cẩn thận, bao dung thì sẽ tránh được những thị phi không đáng có. Ở độ tuổi này, mệnh chủ đã hiểu được căn nguyên mọi việc, thấu hiểu nhân thế. Vì thế, càng bình tĩnh đối diện hiện thực, cuộc sống càng thuận lợi và bình an. Vận hạn nữ mạng tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm Giáp Thìn 2024. Nữ mạng tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn ngũ mộ. Đây là vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc. Vì thế mệnh chủ nên quản lý tiền bạc cẩn thận để không bị hao hụt. Bên cạnh đó, bản mệnh nên vận động thường xuyên, không thức khuya, ăn ngủ điều độ để cơ thể có nhiều năng lượng tích cực. Khi suy nghĩ thông suốt, khí huyết lưu thông tốt thì sẽ tỉnh táo trước mọi việc, tránh được những cám dỗ, cạm bẫy bên ngoài. Vận niên năm Giáp Thìn 2024. Vận niên của bản mệnh trong năm 2024 là mã ngộ đao, tức là ngựa bị thương. Năm có vận niên này thì cần chú ý khi xuất hành đi xa. Nếu bản mệnh biết kiềm chế, bình tĩnh trong công việc, làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ bảo toàn được thành quả. Công việc kinh doanh nên tiếp tục vận hành như trước, không nên vội vàng đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới. Cuộc sống hôn nhân thấu hiểu, yêu thương nhiều hơn. Cách hóa giải sao hạn. Trong năm Giáp Thìn 2024, để giảm tác động xấu của sao Vân Hớn và hạn ngũ mộ, nữ mạng tuổi Kỷ Dậu nên sống lương thiện, làm việc tốt, giúp đỡ người khó khăn. Khi cuộc sống chính trực, không có gì phải hổ thẹn thì bản mệnh không cần lo lắng. Bên cạnh đó, để thu hút may mắn và giảm bớt vận hạn, quý mệnh chủ có thể thực hiện lễ cúng dâng sao hạn tại gia hoặc tại chùa gần nhà. Nghi thức này được thực hiện một lần vào đầu năm. Mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy điều kiện gia đình, thể hiện được sự trang trọng và lòng thành tâm. Trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Lộc Tài về tử vi của tuổi Kỷ Dậu. Phần nội giải hết sức đầy đủ chi tiết cho tuổi Kỷ Dậu. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.